nhà của Tám Sina. Hôm nay là một trong những ngày rất là gần với Tết Niên rồi. Và sao anh biết là mọi người đang chuẩn bị tất bật để mua sắm và chuẩn bị những món quà cũng như là trang trí nhà cửa chuẩn bị Tết năm 2017. Và hôm nay khách mời đặc biệt của chương trình Tám Sina được định vị đang ở trong chợ Bến Thành, cho nên là hôm nay Sinh xuất hiện đây để bắt cóc khách mời. Muốn biết là ai thì hãy theo Sinh Thành nhé. Nói rõ ràng để cho dễ nghe nha. Chú hôm nay đi mua sắm đồ Tết hả? Đang làm gì? Nè thì đi mua nón lá về trưng mừng Tết. Mừng Tết hả? Là Tết Nguyên Đán là thường bà mua nón lá về trưng. Không, tôi phải tìm cái gì đó nó thật là không khí Tết, nó trang hoàng trong nhà. Với lại có cái quán treo nón lá lên. Có biết hôm nay tôi đến thì tôi nhìn gì không? Ôi. Tôi coi chương trình này chưa? Ê, vui lắm á. Tự nhiên tôi muốn lên lắm á. Ủa vậy là hôm nay được tên rồi đó hả? Đừng, bà đừng có lố quá. Chóng mặt hả? Ừ, chóng mặt quá. Thưa quý vị, đây là khách mời đặc biệt của chương trình Tết Niên của Tám Sina. Hôm nay là chương trình mà mình làm sao cụ thể? Trời ơi, bà coi rồi bà biết. Bây giờ tôi chừng bút xe kêu anh Khôi tới chở hai mình đi lượn tám. Đơn giản vậy thôi. Anh Khôi đẹp trai lắm đúng không? Tôi biết cái tính của bà. Rồi, hào phóng vân nhã độc thân. Tôi muốn một chuyện thôi Thanh. Chuyện gì? Tí nữa anh Khôi xuất hiện, hai đứa mình phải xưng là tên thiệt là nhẹ nhàng, nhã nhặn, để cho mình thấy ra vẻ nữ con gái Việt Nam xinh tươi. Hầu như không có bà này, tôi hay là bà nội hay gì hết. Cái gì vậy? Diễn. Vậy như bà muốn giả nơi. Tôi muốn diễn. Mình diễn. Okay. Dạ okay. Bạn Trinh. Trời ơi bạn Trinh. Ôi trời ơi. Không gì đâu. Trời bạn Trinh thật. Đi thôi. Đi. Bây giờ mình làm sao? Dạ bạn Trinh cho mượn điện thoại bút xe gọi anh Kho tới đi. Bạn bè gì á hả mà tới hồi gặp là mượn điện thoại rồi các thứ. Nè chỉ đi. Rồi dạ lắm. Bây giờ có nút help. Help để giúp đỡ. Help. Help. Đó. Ok. Bây giờ cứ báo cho chồng là người ta sẽ quyên một cái list là chỉ bà làm người ta là help gì? Tôi. Bà help bà. Ok. Bây giờ help. Bút địa chỉ là chợ Bến Thành cửa Tây. Thì anh Khôi sẽ xuất hiện ở đây liền. Chợ Bến Thành cửa Tây. Đó. Rồi. Thấy chưa? Help rồi nha. Help tiếp. Hay là help rồi? Help rồi. Help xong rồi. Mới okay. Ra đây. Trợ giúp xong rồi bây giờ mới bút. Ok. Đơn giản mà. Rồi. Ok. Xong. 30 giây thôi anh Khôi sẽ xuất hiện. Được, từ từ nha, tôi chạy đầu. Miko Lan Trinh, ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình. Chiều cao 1m62, cân nặng 50kg. Những bộ phim từng tham gia: Đánh thức trái tim, Đời như tiệc, Những ngọn nến trong đêm 2, Hợp đồng định mệnh. Xuất thân từ MC Radio. Gần đây, Miko tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực lồng tiếng với các bộ phim Inside Out, Ice Age 3, Jones. Rồi, anh Khôi thôi này, đi đi. Anh xin lỗi là vì hôm nay gần Tết nên tình hình kẹt xe quá nhiều nên anh tới đón trễ. Dạ. Dạ. Chào anh. Anh Khôi ơi, hôm nay là cái số đặc biệt chúng ta sẽ là ngồi trên chiếc xe mà chuẩn bị du xuân. Cho nên là em có kéo một bạn thân của em rất là xinh đẹp và môi rất rồi. Là gợi cảm. Đây là Miko Lan Trinh, không biết là hai người đã gặp nhau chưa? Dạ. Anh chưa gặp Lan Trinh và cũng chưa có cơ hội làm việc Lan Trinh, nhưng mà anh đã biết qua Lan Trinh qua báo chí và một số sản phẩm của em. Không biết anh là... rất là thích. Dạ, không biết là Miko Lan Trinh có biết anh Khôi Trần không? Dạ, anh Khôi Trần ơi, hôm nay là mình lần đầu tiên được làm việc với nhau nên em cũng muốn hỏi một câu làm quen trước thôi. Ok. Là anh thích tiếp người phụ nữ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ hay là chân thật sống đúng với bản tính của mình? Anh thích một người phụ nữ mà sống đúng với bản tính. Rồi chị xả đi. Rồi chị xả đi. Rồi, chạy xả đi. Ủa, sao không hình vậy? Ok, yeah. Anh thích em rồi đó. Dạ. Trời ơi, dễ sợ, dễ sợ. Chương trình Tám Sina, số cuối năm.
Xin chào mừng Lan Trinh, cô gái xỏ liền. Xỏ liền. Xỏ liền. Dạ. Thôi trước khi mình bước vô những câu chuyện hấp dẫn hơn thì sau đây mình sẽ đến phần điểm tin những bộ phim sẽ chiếu Tết tuần này. Để chuẩn bị chào đón một năm 2017 cuốn hút và đầy máu lửa thì Sleepless chắc chắn là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Bộ phim hội tụ đầy đủ yếu tố mà một bộ phim hành động cần có: những màn rượt đuổi gay cấn và các pha giao tranh vô cùng quyết liệt giữa hai phe thiện và ác. Sau khi phi vụ vận chuyển ma túy trái phép bị phá hỏng bởi hai cảnh sát, gã chủ sòng bài đã quyết định trả thù bằng cách bắt cóc con trai của một trong hai người cảnh sát nói trên. Bị truy đuổi bởi cả thanh tra tới từ sở nội vụ và tay trùm ma túy tàn bạo, chàng cảnh sát buộc phải dựa vào bản năng cũng như những kỹ năng mà anh có được để giải cứu cho cậu con trai của mình ngay trong đêm đó. Người hùng của Fast and Furious tiếp tục khiến khán giả mãn nhãn trước những trailer trong series phim siêu điệp viên Thundercats trở lại. Tác phẩm đầu tiên trong loạt series hành động này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2002 và trong suốt hơn 10 năm qua. Bộ phim được hứa hẹn sẽ chiêu đãi người xem bằng các màn đỏ súng và đua xe cực kỳ mãn nhãn khi khai thác thế giới ngầm của những tên khủng bố với tham vọng thống trị bằng vũ khí sinh học. Trong phim, nam diễn viên Vin Diesel sẽ thủ vai nhân vật Sander Pace, một vận động viên thể thao mạo hiểm bất đắc dĩ phải làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Dự án chính thức ra rạp vào ngày 27 tháng 1 sắp tới. Sau 8 năm chờ đợi, series hành động nổi tiếng Vượt Ngục sẽ chính thức tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ, hứa hẹn thêm một mùa bùng nổ nữa của tài tử Wentworth Miller. Nhà sản xuất Fox chính thức công bố thời điểm lên sóng của phần mới nhất loạt phim truyền hình đình đám. Theo đó, phần 5 sẽ bao gồm 9 tập và dự kiến lên sóng từ ngày 4 tháng 4. Như vậy, bằng một cách nào đó, anh chàng kỹ sư, nhân vật chính của tác phẩm đã sống sót đầy bất ngờ khi phần 4 hạ màn năm 2009. Sau khi hay tin em trai mình vẫn còn tồn tại, Lincoln Burrows đã cùng vợ của Michael vạch ra kế hoạch giải cứu tại một nhà tù ở Trung Đông. Gần đây, những mộc phim xứ Hàn đã phát hiện ra nhiều điểm tương đồng giữa hai siêu phẩm Goblin và Hậu Duệ Mặt Trời. Nguyên nhân vì hai tác phẩm đều được viết bởi cùng một nhà biên kịch, nên các tuyến nhân vật tương đồng đến kỳ lạ. Câu thoại kinh điển của đại úy Yu Shichin một thời cũng được xào nấu để áp dụng cho anh thần chết Wang Yo. Yu Shichin từng nói với Kang Mo Yeon: "Tôi là một quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Ngay cả những điều mà tôi tin là đúng, thì đối với ai đó mà nói, có lẽ nó lại mang một ý nghĩa khác." Trong Goblin, câu nói này đã trở thành: "Tôi là một thần chết thì phải phục tùng mệnh lệnh. Ngay cả người mà tôi tin là Sun Hee, thì đối với ai đó mà nói, có lẽ lại có tên là Sunny." Đáp lại sự kỳ vọng của khán giả, vua hài Châu Tinh Trì quyết tâm đưa nhiều sự đột phá vào Tây Du Ký, mối tình ngoại truyện phần 2. Tạo hình của thầy trò Đường Tăng gây được ấn tượng mạnh cho khán giả. Nếu Tôn Ngộ Không suốt ngày mặt nhăn mày nhó, thì Bát Giới gây cười với má hồng môi đỏ. Trong khi đó, hình tượng Satan lại gắn liền với đầu trọc cùng hai chỏm tóc trông như vây cá. Hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng một lần nữa tái hội khán giả Việt vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán 2017. Ok. Rồi, không biết là mình đã điểm qua bản thân. Rồi. Bây giờ mình đã điểm qua bản thân chiếu Tết rồi. Không biết là anh Khôi có nhà ý là sau khi kết thúc chương trình này có mời bạn thân của em đi coi phim. Trời ơi, ai cũng sao tự nhiên thành chương trình kết đôi hả? Gán ghép vậy đây. Còn là nhiệt cầu hẹn hò vậy đó. Anh ơi, em thắc mắc là bộ khách mời nữ nào cái tự nhiên cũng có một suất đi coi phim chung với anh vậy đó hả? Không, mà đặc biệt đó. Không hề nhá. Tại vì em là tại vì em làm cho anh thích ngay từ đầu luôn. Tại vì em làm cho anh thích ngay từ đầu luôn. Tại vì em hỏi anh thì sao em chưa? Tại vì em hỏi anh thì sao em chưa? Vậy thôi, em xỏ nha, em để nha. Ok, anh rất thích cái kiểu đó. Và đặc biệt nha, qua cái phim, qua cái một điểm phim á, điểm tin phim, anh có một số phim anh rất thích xem. Và chắc chắn là anh sẽ mời em nếu như em muốn đi với anh. Đúng không? Thôi, em hỏi tới luôn được không? Hay là thôi hay là... Thôi, đừng hỏi nữa, anh cũng không biết nó là phim gì. Trinh à, anh đừng biết em á là xuất thân từ một ca sĩ mà bây giờ em lại quyết định là lấn sân qua làm diễn viên nữa, thì em đi được bao lâu rồi Lan Trinh?
Dạ, nếu mà tính ra thì là theo năm chắc là được 4-5 năm rồi đó. 4-5 năm. Thấy diễn viên như thế nào, cái nghề diễn viên đó như thế nào? Cực cực, rất thấy cực, cực đúng không? Cực. Ca sĩ rất là nhiều, phải chờ nè, rồi gian nắng nè, dầm mưa nè, thức khuya về sớm, đủ thứ hết. Nhưng có một cái rất là sướng, đó là mình được hóa thân vào những người không phải là mình. Đúng, chính xác. Đúng, cái lời của diễn viên là được như vậy, tại vì mình có thể trải nghiệm được tất cả các số phận luôn. Dạ. Nếu như mình có cơ hội đúng không? Vậy thì qua 4 năm và trải qua rất nhiều cái khó khăn vậy thì quyết định của Lan Trinh là vẫn làm? Em vẫn là một nghệ sĩ đa năng. Có nghĩa là nếu mà mình có một cái dịp mình được đóng phim, mình được mời thì là mình vẫn thích cái yêu quý cái vai diễn đó thì em sẽ đồng ý. Ví dụ như mới đây là em cũng tham gia một cái bộ phim Hợp đồng Định Mệnh của đạo diễn Nguyễn Dương. Thì nó rất là nó rất là trái khoái bởi vì em được vào vai người mẫu bình thường ở cuộc đời bình thường của tôi. Tôi không có đủ chiều cao để làm người mẫu, tại hiện tại bây giờ người mẫu được phải là 1m7 thì mình mới chuẩn rồi. Chắc anh nghĩ là mấy cái anh quay phim phải quay dốc ngược lên á thì chắc là sẽ rất là cao. Quay quay cái mặt của tôi đẹp bây giờ sao vậy? Trời ơi. Nè, không phải người mẫu không, người mẫu đi thi hoa hậu. Hết rồi. Đúng là phim ảnh mới có thể thực hiện ước mơ này của em thôi. Ôi nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Lừa dối. Có bao giờ vô cái trường hợp là mình diễn những cái tình huống như vậy, cái cách ứng xử của cái nhân vật như vậy nhưng mà mình hoàn toàn không đồng ý không? Tại sao mà cái cô này cô lại không trân trọng tình yêu của mình đến như vậy, rồi tới hồi mà mất đi rồi á thì rất tiếc nuối rồi. Tại em thấy nếu như mà trời ơi, nếu mà là tôi sẽ thông minh hơn nhiều, mà bây giờ mình phải diễn ra cái kiểu vừa ác mà vừa có thể nói một câu mình nặng chứ gì hả? Nhưng mà vậy nó mới mất hết. Nhưng mà đúng, anh hiểu ý em, nghĩa là em nói là nếu mà là em sẽ không làm như vậy. Nhưng mà đạo diễn không cho em làm, tại vì mình phải tôn trọng cái kịch bản, tôn trọng đạo diễn, đúng không? Thì anh biết sao, nhiều khi mình nghĩ vậy thôi chứ trong cuộc đời mình cũng ngu. Nhưng mà nói một cách tóm lại là em có hài lòng về vai diễn này của mình không? À, bộ phim này thì hiện tại là đang chiếu trên TV luôn và hài lòng hay không em nghĩ đó không quan trọng nữa, bởi vì tới cái lúc này là cái lúc để cho khán giả họ phản hồi lại rồi. Và khi mà họ phản hồi lại lần đầu tiên em đóng vai phản diện á thì em thấy được hiệu quả lắm. Hiệu quả đến mức mà có lẽ là từ giờ trở đi em nên chuyển qua bóng bàn hạn diện rồi. Dạ thôi được rồi, tôi nhìn mặt bạn cũng ác lắm. Đúng không? Hình như... Anh được ra kèm ra sao xin tên. Hình như Thanh nhìn thấy mặt Trinh á, có vẻ là cũng hợp với mấy vai mà ngồi bên cửa sổ rồi khóc rơi nó có không biết không? Kiểu bà là kiểu cám sao kiểu việc chồng ta là đúng không? Đúng, em nhìn cái vai thân diện rất là tốt. Đấy. Nhưng mà nó bị rất hay cho anh đóng những cái vai hiền lành tư sinh có thể ngố mà ai ngố. Nhưng mà anh vẫn có những cái vai về phản diện. Nhưng mà phản diện sự hiểu theo sự cái sự thể hiện của anh á, anh lại thể hiện những cái vai ác từ cánh mắt anh đem từ em quay qua lại khác, đó là cái hướng đi của anh. Tại vì năm 2015 anh có một bộ phim là của anh Đỗ Đức Thịnh là cái bố của anh bạn anh Thịnh đã mạnh dạn giao cho anh một cái vai thật sự đó là một vai phản diện nhưng mà nhìn vào không ai biết luôn, cuối cùng mới lộ mặt ra. Nhưng mà bây giờ anh nói trên tám phim nè lộ mất cái vai của anh phản diện thôi. Cái phim đó đã phát rồi và đạt giải 3 liên hoan phim toàn quốc. Thôi, thưa quý vị, Lan Trinh là một cô gái đa di năng. Nè, vừa làm ca sĩ, diễn viên, MC, bây giờ cô còn lớn sân là lồng tiếng phim. Biết là bà vừa lồng tiếng một bộ phim Zootopia. Bộ phim hoạt truyền hình rất là dễ thương cho tụi rồi, thể hiện liền đi. Anh đúng đang muốn xem mà. Tôi đang rất muốn bà lồng tiếng lại một cái cảnh mà bà thích nhất trong đoạn phim. Bà là lồng tiếng con gì vậy? Con cừu Bellwether mà ác nhất á. Cái con mà mới đầu mình cũng tưởng nó là giai hiền nhưng mà cuối cùng nó là con phản diện đó. Ô không ngờ đó Thanh. Đến mà đạo diễn chọn gương mặt là ác đúng không? Đến mà khi lồng tiếng giọng mà cũng phải ác nữa. Em thuộc ác còn diễn đó. Đúng. Bạn biết sao không? Bình thường bản thân của Miko Lan Trinh là người rất là hiền dịu nên thật sự là khóc ra để ác nó phải có cái không gian. Bây giờ mày ác hay không? Bây giờ mày ác không? Biết sao? Trời ơi, khủng bố tôi luôn á. Tôi muốn bay khỏi xe luôn. Hợp đồng định mệnh của anh Nguyễn Dương á,
có cái cảnh quay nào mà gây khó khăn cho em không Trinh? Dạ, cảnh quay khó khăn là diễn người có mẫu. Có cảnh nóng được không? Có. Đó. Rồi đúng cái chủ đề ấy. Sao là đồng Tết? Cảm. Tôi thích mấy chủ đề nóng bỏng gì đó. Thì có ai nói thiệt cái này. Em cái cảnh nó gây khó khăn em như thế nào? Nó có tạo em cái độ... Đầu tiên là em nói trước cho bạn chuyện là em rất là lo lắng cho cái cảnh này. Lý do? Vì em không biết mình phải diễn như thế nào. Và khi đọc thì mình thấy nó nóng dữ lắm. Thiệt á. Đâu nứt áo gì đó. Mình đọc là mình đã rất là sợ rồi. Nhưng đặc biệt anh diễn viên mà làm chung với em á. Anh làm quá hả? Chà, sao biết anh vậy? Không hiểu luôn. Nghĩa là bình thường á, đạo diễn kêu diễn thì mới làm. Đang đây chưa kêu diễn lắm. Vậy là cũng có thông cảm được là anh diễn viên này cũng rung á. Anh rất là cố gắng luôn. Hung môi hả? Chưa có kêu diễn mà anh đó. Bỏ em nổi hết trơn gà mà đúng cảnh cô bé này tự động hiến thân cho ông này để đoạt được cái danh vọng là cái ngôi hoa hậu. Nhưng mà tất nhiên là cổ cũng không có yêu thương ông này gì hết. Cắn răng. Ồ, cắn răng chịu đựng. Nên em nghĩ là em diễn là đạt cái cảnh đó. Và vô tình anh diễn viên đó, anh làm cho em cảm giác sợ thì sợ, không sợ thì mỗi diễn luôn á. Giờ đúng là chảy miếng. Vậy là sau nếu mà có cảnh nóng nữa dám diễn nữa không? Dạ. Dạ đóng nữa. Đúng, chính xác. Kiểu như bà này cũng đam mê lắm. Không, Trinh ơi, tự nhiên em nói câu đó về đóng nữa anh càng thích em hơn nữa. Là biết sao không? Quá mình phải thể hiện cái gì đâu sợ phải, đúng không em? Mình phải hy sinh. Mình phải cống hiến về nghệ thuật. Đúng rồi. Đúng. Bà rồi, ok thích. Bây giờ Mico tại Tám Zina sẽ trình bày lại ca khúc Hello. Hello. Không, tôi nhớ hai câu à. Rồi, hát hai okay. câu không được. Có hai, ba. Hello. Em ở đây sao anh chẳng thấy. Tiếp. Rồi, tôi có hát một cái bài nhạc phim là trong vở nhạc kịch Cats. Cats, bài Memory. Memory. Bắt đầu. Memory. Oh, no, no, in the moonlight. I can live on the old day. Life was beautiful day. I remember the time I knew what happiness was. Là em vừa cắt giọng làm anh điếng hồn lên tại vì anh nghĩ em chỉ hát nhạc trẻ thôi đó. Em phải làm vậy chứ. Tại sao như vậy em cứ đưa anh đến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ vậy? Anh ơi, cái bạn của em chưa? Anh thấy rồi, anh lại càng thích hơn nữa. Có thể trở thành cô chính viên của em chưa? Để từ từ xem mình cũng đặt giá chút xíu đúng không? Vậy thì Trinh có thể chia sẻ một số cái dự định trong tương lai không? Thì em bỏ bê âm nhạc lâu quá rồi. Em muốn làm một cái sản phẩm cho đàng hoàng để không phụ lòng người hâm mộ. Bây giờ mình sẽ trò chơi đi. Chơi một trò thử chơi thách nho nhỏ đi. Chơi ạ? À? Bây giờ nè Lan Trinh. Dạ. Thì anh và Sĩ Thanh thử thách em một cái trò chơi là ô chữ. Và đặc biệt cái ô chữ này là anh không cho em biết cái nội dung nó là cái gì. Chỉ biết là ô chữ này có 13 chữ cái. Em muốn biết nội dung của ô chữ này bằng cách em trả lời đúng 3 đáp án mà anh và Sĩ Thanh đưa ra. Mỗi lần này sẽ có một câu hỏi, anh và Sĩ Thanh sẽ tìm cách làm cho em hiểu. Rồi, bà văng qua bên kia đi. Ok rồi, nha. Tôi văng qua cửa sổ bên này. Rồi nha. Bắt đầu chưa? Rồi, rồi, ok. Sĩ Thanh làm trước đi. Có nghĩa là Thanh tả cho Trinh đoán được cái từ đó. Tôi tả cho bà đoán. Mà đừng kêu Thanh tựa Thanh A. Đây, 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 đây. Vâng, nha. Rồi, trò chơi bắt đầu. Đây là một món mà người ta rất hay ăn vào ngày Tết. Ở ngoài Bắc ăn nhiều hơn ở Trung Nam. Đây là một món khô. Khô, món khô. 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 Một món khô làm từ thịt con động vật hay ăn cám. Rồi người ta khô cùng với một loại thực vật mọc dưới đất mọc lên mà người ta hay gọi là tre già thì cái gì mọc? Thì đố bạn đó là món gì? Dạ, em đoán luôn. Thịt heo nấu canh măng. Đúng không Sĩ Thanh? Chính xác. Đây là canh măng. Canh măng. Rồi. Chưa tả vậy bà. Trời ơi, cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy cái món gì nữa. À, cái này không phải là canh.
canh ban à, canh ban hả? Trời ơi, chưa bao giờ được ăn luôn. Rồi câu thứ hai đi cho anh, nè. anh làm cho. Yes. Đây là một món mà nói chung là anh cũng thích ăn. Nó là một món kho nha. Dạ. Nó gồm cũng một cái động vật mà ăn cám. Mà à, em à, nó kết hợp với một cái sản phẩm của một con gia cầm mà ăn thóc ăn gạo rồi đó. À, à, mà Tết người ta hay Tết ăn hay là theo kho hộp vịt. Chưa xong mà sao? Người ta biết rồi. Mà đúng rồi. Trời ơi. Thịt heo kho hộp vịt. Đây. Đây là món Việt Nam. Cuối cùng đây là một món. Đây là một món miền Tây. Món miền Tây. Công nhận chương trình bán CD hay quá ha. Miền đi tới các miền ha. Ừ. Được. Yeah. Đây là một món mà không thể thiếu trong những dịp ngày Tết. Là món phụ họa thôi nhưng mà không thể thiếu. Phụ họa. Đây là một món không biết là gọi là kho xào nấu đó là cái gì nữa. Đây á. Ừ. Nó gồm có hai nguyên liệu chính để kết hợp. Một cái loại nhỏ nhỏ xí xí. Như đặt 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 mà biết. Và tôi cũng đã hình thả kiểu nó hơi bún. Ở ngoài biển nha, đây. Ở ngoài biển nha. Bún, nhưng mà nó là thuộc là nhỏ, nhỏ thôi, bún. Bún ở ngoài biển. Rồi, đó là một. Rồi, và một cái loại thực vật mà hồi xưa mà người ta rước hoa đó, người ta không có đi bằng xe hơi. Người ta không có đón dâu bằng xe hơi thì người đón ta rước bằng cái gì? Bằng cái gì? Đó, kiểu. Bằng đố bà à, cái gì của Kiều? Của Kiều gì? Cái gì, còn cái kia, còn cái gì? Còn nhảy đạch đạch ngoài biển nè, còn tròn á. Luộc con ăn rương. Cũng được nè. Trời ơi con mẹ. Trời ơi. Con cua. Con nó đó. Rồi cuối cùng nó lại gì? Em có thể. Tôm của Kiều hả? Tôm kho của Kiều. Sai. Tôm hấp của Kiều. Trời ơi con mẹ này ạ. Tôm gì của Kiều? Con chưa bao giờ ăn á. Nấu tôm của Kiều. Sai. Nói chung là mấy con phải chịu phạt. Cái gì nữa đây con ơi. Tôi đã gợi ý như vậy mà không biết đây. Kính thưa quý vị, món tôm khô củ Kiệu mà bảo không thích. Mà nói cua, tôm khô củ Kiệu, là... Nãy giờ anh và Sĩ Thanh đã tiết lộ cho Lan Trinh là ba món ăn đúng không? Và bây giờ đó chính là nội dung của câu ô chữ mà anh và chương trình Axile muốn đố Lan Trinh đó. Ô chữ gồm 13 chữ cái. 13 chữ cái mà có tôm khô củ Kiệu, thịt kho hộp vịt với lại canh măng. Ừ. 13 chữ cái nha. Nghĩa biết rồi à. Cái gì? Nó phải một trúng liền nha. Diễn cái sâu luôn đấy nha. Diễn cái sâu nha. Đúng rồi. Cái gì? Cái này mà bày ra xong rồi gọi cúng giao thừa. Rồi gồm các món này. Rồi để cho cả nhà cúng xong rồi cùng nhau dùng bữa đầu năm mới luôn. Là mâm cơm tất niên đúng không? Sao Sĩ Thanh? Chính xác. Chúc mừng em. Đó là chính là đáp án chính xác. Rồi bây giờ sẽ là thời gian dành cho khán giả của Tám Sĩ Na. Bây giờ Trinh ơi, Trinh hay đặt một câu hỏi dành cho các bạn khán giả. 5 bạn trả lời câu hỏi của Trinh sớm nhất gửi về fanpage của Tám Sĩ Na sẽ nhận được 5 phần quà hết sức là hấp dẫn. Rồi. Và bây giờ thì Lan Trinh xin có câu hỏi dành cho các bạn. Đó chính là trong bộ phim Zootopia thì Mico Lan Trinh đã lồng tiếng cho vai nhân vật tên gì? Năm bạn trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ được quà. Chúc các bạn may mắn. Chuyến đi đã kết thúc. Và yêu cầu hai người đẹp cứ ngồi im tại chỗ. Dạ. Ủa em không hỏi lý do tại sao hả? Em biết mà ai đàn ông nói gì em cũng nghe hết trơn. Được không? Ở đâu có sẵn mà bữa giờ mới nói. Cô Tám Cine có sẵn. Xin mời và cảm ơn Lan Trinh đã là hành khách của Tám Cine trong dịp cuối năm này. Ok. Cảm ơn nhà tài trợ Uber đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Sao biết được vậy? Em không hiểu luôn. Có nghĩa là bình thường á, đạo diễn kêu diễn thì mới làm. Anh lên chưa kêu diễn đâu. Vậy lần sau nếu mà có cảnh nóng nữa dám diễn được không? Dạ. Mà lúc đó mình phải mở trái trộn hay là không? Nhưng mà mình phải thể hiện chứ có gì đâu sợ đúng không em? Mình phải hy sinh. Mình phải cống hiến về nghệ thuật. Đúng rồi. Đúng, chính xác.